chúng ta sẽ cùng học một cái kỹ năng. Hello, xin chào mọi người. Sau clip thì xin... Ok, xin chào anh nha. Thì sau cái video này, được nhiều anh em khen là chỉnh màu đẹp, tương đối là vui. Nếu các bạn không cải thiện những điều này thì kỹ năng quay dựng của bạn cực cơ bản của hầu như tất cả các phần mềm đã biết. Có cái slide action tới đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ, nếu các bạn vẫn luôn học được từ chỉ số điều số 2, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp. Xin chào.